Chào các bạn, có một em gái đẹp đang đi lên cầu thang. Và đây là cái T-Mobile Sidekick, cái dòng điện thoại dành cho giới trẻ thích nhắn tin của T-Mobile. Thì cái Sidekick đã được nhiều hãng khác nhau làm, thì trong đó mình thích nhất cái hãng Sharp, bởi vì cái kết cấu chuyển động của nó rất là tốt và rất là dễ dàng, để khi các bạn muốn kích cái một cái thì nó bật lên đây. Đó, rất là nhanh, rất là đẹp, bàn phím rất là ngon. Thì cái Sidekick này nó tồn tại trong cái thời đại của BlackBerry, tức là nó cạnh tranh với BlackBerry nhưng mà không nhiều người biết đến, bởi vì T-Mobile hướng nó đến giới trẻ và khả năng nhìn ngoài trời của nó là tuyệt vời, các bạn không thấy gì cả. Xin cảm ơn.